lễ ra mắt câu lạc bộ quay cảnh nghệ thuật huyện Đan Phượng. Xin mời quý vị và các bạn tham quan và xem cây nhé. Đây là khu trưng bày các tác phẩm bonsai nghệ thuật ngay cạnh hồ nước nhé. Một không gian rất là đẹp. Bây giờ xin mời quý vị và các bạn xem kỹ từng tác phẩm bonsai nghệ thuật nhé. Đây là cây của anh Hưng này. Một cây xanh được trồng trong một cái bể đá hình chữ nhật. Dăm được làm rất là nét này. Mỗi cây tôi có cả số điện thoại. Nếu cảm thấy hợp nhãn thì quý vị các bạn cứ liên hệ trực tiếp với chủ cây để giao lưu nhé. Đây là cây tùng này. Chủ nhân là anh Cường. Tiếp theo là một cây xanh. Chủ nhân là Đạt Đỗ. Số điện thoại của chủ cây này. Cây xanh này cũng được làm rất là rụt. Bông dăm làm rất là rụt xịt nhé. Cắt sợi rất là kỹ, từng cái đoạn rất là ngắn như này. Tiếp theo là một cây dưới, dưới dáng huyền. Hiện nay thì cây dưới đang ra hoa, lá cô nhỏ rất là đẹp nhé. Bông dăm được làm rất là nét. Đây là cây si này. Cây si này cũng của anh Hưng. Trồng ở trong một cái chậu cũ. Rất là đẹp nhé. Cây si luôn lực. Chi dăm được làm rất là rụt. Cắt giật rất là kỹ nhé. Một tác phẩm rất giàu tính nghệ thuật nhé. Đây là một cây si này. Cây si này được trồng ở trong một cái chậu đá. Số điện thoại của chủ cây này. Xanh này. Cây này dăm được làm rất là kỹ. Cây này của anh Hưng. Cây này cũng được trồng trong một cái chậu đá mỏng. Kiểu dáng của chậu đá này là cũng rất là đặc biệt, ít đụng hàng với những cái chậu khác. Và cây thì được làm rất là kỹ, cắt giật rất là kỹ nhé. Cút đầu tiên thì anh Hưng làm rất là lớn, cân đối thân. Và bông dăm làm quá kỹ luôn, rất là nét nhé. Một tác phẩm rất là tuyệt vời. Ông nào đam mê món khác, không đam mê cây thì đứng cho một bên. Xanh này. Cái xanh này lá nhỏ đẹp nhé. Số điện thoại của chủ cây này. Xanh lá nhỏ li ti rất đẹp nhé. Đây là một cây tùng.
Tùng dáng á trực. Cây rất là đẹp đấy chứ. Xem tiếp một cây đa này. Tùng La Hán, chủ nhân là Hùng Xuân Đình. Tiếp theo là một cây xanh. Cây này chủ nhân là Nguyễn Văn Cường. Cây dầm làm rất là rụt. Cây tiếp theo cũng là cây của chủ nhân Nguyễn Văn Cường. Cây rành rành. Cây này là mộ tán rất tự nhiên. Và hiện nay đang ra nhiều mục này. Số điện thoại của chủ cây nhá. Cây xanh. Cây này của anh Hùng Xuân Đình. Xanh này. Xanh bám đá. Anh Tuấn ơi. Đi đi. Đi leo lên ngay. Thông tin của chủ cây này. À, cây này cũng của Hùng Xuân Đình này. Cây xanh này là xanh của anh Nguyễn Văn Cường. Cây này cũng là cây gần hoàn thiện. Rất là rụt rịt. Rất là già rồi. Cây xanh. Số điện thoại này. Cây này lá cô nhỏ rất là đẹp nhá. Rất nhiều những tác phẩm bonsai địa bàn chất lượng. Si này. Đây là cây dưới này. Lá cô nhỏ rất đẹp nhé, cây giả cây. Xanh này. Cây xanh nữa này. Đây là cây si. Đặt giả thiết cơ. Chỗ này là bày các cây tầm trung này. Bác xem thêm một số cây tầm trung nhé. Đây là một cây cần thang này. Dáng á trực. Thông tin của chủ cây này. Đây là cây hoa giấy. Hoa giấy dáng siêu. Sông. Ở đằng ngay cho ven đê ấy, ven đê mình nhìn thấy cái ở cái sát ven đê ấy để mình nghe nó có không bảo tôi biết ra họ muốn. Đây cây xanh này. Cây này cũng có những cái nét đặc biệt.
có cái cành rơi này. Đây có một cây xanh bám đá, xanh giang lão, một cây xanh này là xanh Nam Điền. Số lượng cây trưng bày trong đợt này không nhiều, nhưng cây thì rất là chất lượng và được tổ chức trong một không gian rất là đẹp, ngay cạnh một hồ nước rất là thoáng mát. Video cũng xin tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo.